Xin chào tất cả các em học sinh. Cô rất vui vì hôm nay có thể đồng hành cùng các em qua kênh truyền hình. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Lê Thị Hồng Gấm, đến từ đơn vị trường trung học cơ sở Long Hồ Tây, huyện Cần Đước. Hôm nay cô sẽ đồng hành với các em với chủ đề là Trung thực, tự trọng, tôn sư trọng đạo. Sau đây cô và các em cùng nhau tìm hiểu chủ đề này. Chủ đề trung thực, tự trọng, tôn sư trọng đạo. Về nội dung kiến thức, bài này chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung 3 phần. Phần 1 là trung thực, phần số 2 là tự trọng, phần số 3 là tôn sư trọng đạo. Cô và các em sẽ vào hoạt động 1 tìm hiểu về trung thực. Ở hoạt động này, chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm, biểu hiện và ý nghĩa của trung thực. Cô có tình huống sau, các em đọc tình huống và trả lời câu hỏi. Tình huống như sau: An đang chơi trong nhà thì lỡ tay làm vỡ bình hoa của mẹ. Khi được mẹ hỏi ai làm vỡ bình hoa thì An nói không phải con làm. Hôm sau An cảm thấy có lỗi nên đã viết thư nhận mình làm vỡ bình hoa và xin mẹ tha thứ. Hỏi: Sau khi biết lỗi, bạn An đã có những việc làm gì? Việc làm của bạn thể hiện đức tính gì? Thì bây giờ chúng ta sẽ trả lời câu hỏi của phần tình huống này. Sau đó An đã có những hành động gì đối với việc làm của mình? Là bạn đã viết thư xin lỗi mẹ của mình. Việc làm của bạn thể hiện đức tính gì? Chúng ta thấy việc làm của bạn thể hiện đức tính trung thực, dám nhận lỗi của mình. Vậy thông qua phần tình huống, chúng ta thấy bạn An là một người sai, mắc lỗi. Nhưng mà bạn đã dám dũng cảm nhận lỗi của mình, thể hiện bạn là một người trung thực. Vậy trung thực là gì? Chúng ta sẽ tìm hiểu ở phần A. Khái niệm trung thực. Trung thực là luôn tôn trọng sự thật, tôn trọng chân lý, lẽ phải, sống ngay thẳng, thật thà và dám dũng cảm nhận lỗi khi mình mắc khuyết điểm. Người trung thực là người không chấp nhận sự giả dối, gian lận, không vì lợi ích riêng của mình mà che giấu hoặc làm sai là sự thật. Ở phần này, các em hãy nêu cho cô một vài ví dụ về trung thực. Các em có thể nêu một vài ví dụ về trung thực như là chúng ta sẽ không quay cớp trong khi làm bài kiểm tra. Bạn mắc lỗi, chúng ta sẽ chỉ ra lỗi của bạn. Chúng ta phải luôn tôn trọng sự thật. Không làm sai là sự thật, cũng không bao che cho bạn. Các em hãy trả lời cho cô câu hỏi sau. Câu 1, tìm những biểu hiện của tính trung thực trong học tập. Câu 2, tìm những biểu hiện của tính trung thực trong quan hệ với mọi người. Các em hãy trả lời cho cô hai câu hỏi này. Biểu hiện của tính trung thực trong học tập là tự mình làm bài kiểm tra, không nhìn bài của bạn. Khi bạn quay cóp bài, không bao che cho bạn. Biểu hiện của tính trung thực trong quan hệ với mọi người là nói đúng sự thật mặc dù có thể bị thiệt hại. Thẳng thắn phê bình khi bạn có khuyết điểm. Trả lại của rơi cho người bị mất. Vậy thông qua biểu hiện của tính trung thực trong học tập và biểu hiện của tính trung thực trong quan hệ với mọi người thì các em có thể tìm hiểu một số biểu hiện của tính trung thực qua phần tiếp theo là phần B. Một số biểu hiện của trung thực. Tính trung thực biểu hiện qua thái độ, hành động, lời nói, thể hiện trong công việc, trong quan hệ với bản thân và với người khác. Các em có thể nêu một vài ví dụ về biểu hiện của trung thực như là tự mình làm bài kiểm tra, không nhìn bài của bạn, nói đúng sự thật mặc dù có thể bị thiệt hại, thẳng thắn phê bình khi bạn có khuyết điểm, trả lại của rơi cho người mất. Các em đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi. Các bạn trong lớp không tin lời nói của bạn A vì bạn luôn nói sai sự thật với mọi người. Vậy người không trung thực sẽ nhận lại hậu quả gì? Các em suy nghĩ và trả lời cho cô câu hỏi này. Và ở câu hỏi này chúng ta sẽ trả lời như sau. Người không trung thực sẽ không nhận được sự quý trọng và tin yêu của mọi người. Vậy trong cuộc sống chúng ta cần phải có phẩm chất trung thực. Vì người trung thực sẽ luôn nhận được sự quý trọng và tin yêu của mọi người. Thì đó cũng chính là phần ý nghĩa của phần trung thực. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần C. Ý nghĩa của trung thực.
Đối với cá nhân, giúp ta nâng cao phẩm giá, được mọi người tin yêu kính trọng. Đối với xã hội là làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội. Chúng ta vừa tìm hiểu xong hoạt động 1 là tìm hiểu về trung thực. Bây giờ chúng ta sẽ sang hoạt động tiếp theo là hoạt động số 2 là tìm hiểu về tự trọng. Ở hoạt động này, chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm, biểu hiện và ý nghĩa của tự trọng. Các em hãy đọc tình huống và trả lời câu hỏi. Tình huống như sau: bạn An có hoàn cảnh khó khăn phải đi bán vé số giúp gia đình. Một lần có đợt phát cơm từ thiện, anh tình nguyện viên thấy An và kêu cho cơm trước. Bạn An không đồng ý và đợi đến lượt mình mới nhận, vì ai đến sau nhận sau theo thứ tự. Em hãy nhận xét việc làm của An. Chúng ta sẽ trả lời phần tình huống này như sau: việc làm của bạn An là người biết cư xử đúng mực, không vì lòng thương của người khác mà lợi cho bản thân, thể hiện bạn An là người tự trọng. Vậy tự trọng là gì? Thì chúng ta sẽ tìm hiểu ở phần A. Khái niệm tự trọng. Tự trọng là biết coi trọng và giữ gìn phẩm cách, biết điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với các chuẩn mực xã hội. Ở khái niệm này, các em lưu ý cho cô, các em cần phải nắm cho cô hai nội dung. Một là các em phải biết coi trọng và giữ gìn phẩm cách là gì. Hai là các em phải biết điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với các chuẩn mực xã hội. Vậy, coi trọng và giữ gìn phẩm cách là coi trọng danh dự, giá trị con người của mình, không làm điều xấu có hại đến danh dự của bản thân, không chấp nhận sự xúc phạm cũng như lòng thương hại của người khác. Biết điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với chuẩn mực xã hội thì các em phải hiểu chuẩn mực của xã hội là gì. Thì chuẩn mực của xã hội là hệ thống các quy tắc, yêu cầu, đòi hỏi của xã hội đối với mỗi cá nhân hay nhóm xã hội, trong đó xác định ít nhiều sự chính xác về tính chất, mức độ, phạm vi, giới hạn của cái có thể, cái được phép, cái không được phép hay cái bắt buộc phải thực hiện trong hành vi xã hội của mỗi người, nhằm củng cố đảm bảo sự ổn định xã hội, giữ gìn trật tự, kỷ cương, an toàn xã hội. Nên là chúng ta thấy chuẩn mực của xã hội đó là những điều đúng đắn, nên là chúng ta cần phải biết điều chỉnh hành vi của mình sao cho phù hợp với các chuẩn mực xã hội này. Ở khái niệm này thì các em có thể nêu cho cô một vài ví dụ về tự trọng. Một vài ví dụ về tự trọng. Ví dụ như là các em hứa với giáo viên là sẽ làm bài và học bài đầy đủ. Thì chúng ta cần phải lưu ý cho cô, khi chúng ta hứa thì đương nhiên chúng ta cần phải giữ lời hứa của mình. Hoặc là chúng ta thể hiện bằng những cái hành vi trong cuộc sống hàng ngày, như là chúng ta bỏ rác đúng nơi quy định, không vứt rác bừa bãi. Đó là những cái ví dụ về tự trọng. Quan sát những hình ảnh sau và nhận xét những việc làm trên. Việc làm đầu tiên là chúng ta thấy là vứt rác bừa bãi. Việc làm thứ hai là không giữ lời hứa. Việc làm thứ ba là hay chê bai người khác. Việc làm thứ tư là đổ lỗi cho người khác. Vậy các em hãy nhận xét những việc làm trên như thế nào? Các em thấy những việc làm trên là những việc sai trái, không đúng, chúng ta cần phải lên án, phê phán. Vậy nếu chúng ta là một người có lòng tự trọng thì chúng ta phải biết điều chỉnh hành vi của mình như thế nào cho phù hợp. Vậy mình phải điều chỉnh như thế nào thì chúng ta sẽ sang tiếp cho cô phần B là biểu hiện của lòng tự trọng. Chúng ta phải biết cách cư xử đàng hoàng, đúng mực, cử chỉ lời nói có văn hóa, nếp sống gọn gàng, sạch sẽ, tôn trọng mọi người, biết giữ lời hứa, luôn hoàn tốt nhiệm vụ, không để ai phải nhắc nhở, chê trách. Đây là một số hình ảnh mà cô ví dụ cho các em xem. Đây là thể hiện là người có lòng tự trọng, như là chúng ta cần phải bỏ rác đúng nơi quy định, biết giữ lời hứa của mình. Cô có tình huống như sau, các em đọc tình huống và trả lời cho cô câu hỏi. Tình huống của cô,
Bạn An hứa với cô phải hoàn thành bài tập về nhà để ngày mai cô kiểm tra. Nên An đã cố gắng hoàn thành bài tập. Gặp khó khăn thì An hỏi bạn bè và thầy cô để hoàn thành. Nhờ sự cố gắng mà An được cô khen ngợi, tin tưởng. Hỏi vì sao An phải cố gắng hoàn thành bài tập. Các em suy nghĩ và trả lời cho cô câu hỏi. Chúng ta có câu trả lời như sau. Bạn An đã hứa với cô là sẽ hoàn thành bài tập và bạn An đã giữ lời hứa. Có ý chí vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt, được cô tin tưởng và khen ngợi. Vậy chúng ta cần phải có lòng tự trọng. Nó sẽ góp sức một phần cho chúng ta vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Và đó cũng chính là ý nghĩa của lòng tự trọng. Lòng tự trọng giúp con người có nghị lực vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, có ý chí vươn lên tự hoàn thiện mình, tránh được những việc làm xấu có hại cho bản thân, gia đình và xã hội. Chúng ta vừa tìm hiểu xong 3 phần khái niệm, biểu hiện, ý nghĩa của lòng tự trọng. Bây giờ chúng ta sẽ xem một hoạt động tiếp theo là hoạt động số 3, là tìm hiểu về tôn sư trọng đạo. Cô nghĩ các em đã đều biết ngày 20 tháng 11 là ngày nhà giáo Việt Nam, thể hiện được cái truyền thống là tôn sư trọng đạo. Cô sẽ giải thích cho mình một số từ như là tôn, có nghĩa là tôn trọng, sư là thầy, là người đã dạy học ta, đạo là nhân nghĩa, đạo đức, kiến thức. Tôn trọng thầy cô là những người đã dạy dỗ ta làm theo những lời thầy cô đã dạy bảo. Vậy các em hãy cho cô biết vì sao chúng ta phải biết ơn thầy cô. Các em hãy suy nghĩ và trả lời cho cô câu hỏi này. Chúng ta phải biết ơn thầy cô vì thầy cô đã dạy dỗ cho ta kiến thức, đạo làm người đã trở thành con ngoan, trò giỏi, giúp ích cho đất nước. Vậy chúng ta cần phải có những việc làm gì để thể hiện lòng biết ơn đối với thầy cô giáo? Chúng ta cần phải có những hành vi và những việc làm cụ thể. Thì để biết được chúng ta cần phải làm như thế nào để thể hiện lòng biết ơn của mình đối với thầy cô giáo thì chúng ta sẽ sang tìm hiểu phần A. Khái niệm tôn sư trọng đạo. Chúng ta cần phải coi trọng, kính yêu và biết ơn đối với thầy cô giáo ở mọi lúc mọi nơi. Coi trọng và làm theo những điều thầy cô dạy bảo. Có những hành động đền đáp công ơn của thầy cô giáo. Ở phần này thì các em có thể nêu cho cô một vài ví dụ về tôn sư trọng đạo. Một vài ví dụ về tôn sư trọng đạo như là chúng ta phải viết thư thăm hỏi thầy cô. Chúng ta cần phải có những việc làm quan tâm giúp đỡ đối với những thầy cô giáo. Gặp thầy cô giáo thì chúng ta phải chào hỏi. Đó là một vài ví dụ thể hiện sự tôn sư trọng đạo. Cô cũng giới thiệu cho các em một số hình ảnh thể hiện sự kính trọng và biết ơn đối với thầy cô, như là chúng ta cần phải chào hỏi thầy cô, tặng hoa cho thầy cô. Hay là hình số 3 là mình thấy một cô giáo đang giảng bài thì chúng ta cần phải làm theo những lời thầy cô đã dạy bảo. Đặc biệt là chúng ta cần phải cố gắng trong học tập hơn nữa. Các em hãy trả lời cho cô câu hỏi sau. Em hãy nêu những biểu hiện thể hiện sự kính trọng và lòng biết ơn thầy cô giáo hiện nay. Các em suy nghĩ và trả lời cho cô câu hỏi này. Chúng ta có một số biểu hiện để thể hiện sự kính trọng và biết ơn thầy cô giáo như là chăm học, chăm làm, lễ phép với thầy cô, thực hiện theo lời thầy cô giáo dạy, kính trọng, biết ơn công lao thầy cô, làm cho thầy cô vui lòng, thường xuyên quan tâm thăm hỏi thầy cô. Thì những việc làm trên thì đã thể hiện được cái biểu hiện của tôn sư trọng đạo. Chúng ta sang tìm hiểu phần B, biểu hiện của tôn sư trọng đạo. Cư xử lễ độ, vâng lời thầy cô giáo, thực hiện tốt nhiệm vụ của người học sinh, làm cho thầy cô vui lòng,
nhớ ơn thầy cô cả khi không còn học với thầy cô đó nữa, quan tâm thăm hỏi thầy cô, giúp đỡ thầy cô khi cần thiết. Cô nghĩ rằng đây là một số biểu hiện mà các em thường làm đối với những thầy cô giáo của mình, và cô hy vọng những cái thái độ này các em sẽ còn giữ mãi để thể hiện cái sự kính trọng đối với thầy cô. Cô có các hành vi sau: tôn trọng và làm theo lời thầy cô dạy bảo, tôn trọng lễ phép với thầy cô, biết quan tâm thăm hỏi thầy cô. Thì những việc làm trên đã đem lại lợi ích cho bản thân của chúng ta. Vậy lợi ích cho bản thân của chúng ta là sẽ trở nên là người có ích cho gia đình và xã hội, đồng thời bên cạnh đó cũng giúp cho những người làm thầy cô giáo làm tốt cái nhiệm vụ trách nhiệm nặng nề vẻ vang của mình, là đào tạo nên những lớp người lao động trẻ tuổi đóng góp cho sự tiến bộ của xã hội. Nếu mà chúng ta thực hiện tốt những hành vi và những việc làm trên thì sẽ thể hiện được truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, chúng ta cần phải giữ gìn và phát huy. Thì cái phần cô vừa nêu thì đó cũng chính là phần ý nghĩa của tôn sư trọng đạo. Tôn sư trọng đạo sẽ mang lại lợi ích đối với bản thân, đối với xã hội. Vậy đối với bản thân, tôn trọng và làm theo lời dạy của thầy cô sẽ giúp chúng ta tiến bộ, trở nên người có ích cho gia đình và xã hội. Đối với xã hội, tôn sư trọng đạo giúp các thầy cô giáo làm tốt trách nhiệm nặng nề và vẻ vang của mình, là đào tạo nên những lớp người lao động trẻ tuổi đóng góp cho sự tiến bộ của xã hội. Tôn sư trọng đạo là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, chúng ta cần giữ gìn và phát huy. Vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu xong hoạt động thứ ba là tìm hiểu về tôn sư trọng đạo. Chúng ta đã tìm hiểu được khái niệm, biểu hiện và ý nghĩa của tôn sư trọng đạo. Bây giờ chúng ta sẽ sang một cái hoạt động tiếp theo, đó là hoạt động luyện tập và vận dụng. Các em sẽ làm bài tập A sách giáo khoa trang 11. Các em tiến hành làm bài tập. Về bài tập A, sách giáo khoa trang 11, yêu cầu như sau: em hãy cho biết trong các hành vi sau, hành vi nào thể hiện tính tự trọng, giải thích vì sao. Hành vi 1, không được làm bài nhưng kiên quyết không quay cớp và không nhìn bài của bạn. Hành vi 2, dù khó khăn đến mấy cũng cố gắng thực hiện bằng được lời hứa của mình. Hành vi 3, khi có khuyết điểm và được nhắc nhở, nam đều vui vẻ nhận lỗi nhưng chẳng mấy khi sửa chữa. Hành vi 4, chỉ những bài kiểm tra nào được điểm cao Tâm mới đem khoe với bố mẹ, còn điểm kém thì giấu đi. Hành vi 5, đang đi chơi cùng bạn bè, Lan rất xấu hổ khi gặp cảnh bố hoặc mẹ mình lao động vất vả. Thì các em hãy xem những hành vi sau đây, hành vi nào thể hiện tính tự trọng và các em giải thích vì sao. Hành vi 1, hành vi 2 là những hành vi có lòng tự trọng. Vì hành vi 1, không làm được bài nhưng biết coi trọng và giữ gìn đạo đức, tư cách của mình. Trung thực, không vì điểm kém mà quay cớp, hoặc nhìn bài của bạn, biểu hiện của người có lòng tự trọng. Hành vi 2 là hành vi của người biết coi trọng lời hứa, coi trọng chữ tín, tôn trọng mình và tôn trọng người khác. Vậy ở trong bài tập A này chúng ta chỉ có hành vi 1 và hành vi 2 là những hành vi có lòng tự trọng. Các em làm tiếp cho cô bài tập A, sách giáo khoa trang 19. Và yêu cầu của bài tập này như sau: trong những hành vi sau đây, hành vi nào thể hiện thái độ tôn sư trọng đạo, hành vi nào cần phê phán, vì sao? Hành vi 1, ngày chủ nhật, năm ra chợ gặp cô giáo cũ, năm đứng nghiêm bỏ mũ chào cô. Hành vi 2, thầy Minh ra bài tập toán cho học sinh về nhà làm, mãi chơi nên Hoa không làm bài tập. Hành vi 3, anh Thắng là một sinh viên đại học, nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, anh Thắng đã viết thư thăm hỏi cô giáo cũ dạy anh từ hồi lớp 1. Hành vi 4, giờ trả bài tập làm văn, An bị điểm kém, vừa nhận được bài từ tay thầy giáo, An đã vò nát và đút bài vào ngăn bàn. Thì trong các hành vi sau, các em xem hành vi nào thể hiện thái độ tôn sư trọng đạo, hành vi nào chúng ta cần phải phê phán và giải thích vì sao.
Rồi các em cùng xem đáp án với cô xem có đúng hay không nha. Hành vi thể hiện thái độ tôn sư trọng đạo là hành vi 1 và 3 bởi vì đây là hành động thể hiện sự tôn trọng thầy cô, không qua lo, vội vàng mà đứng nghiêm trang lễ phép. Hành vi số 3 cũng là hành vi tôn sư trọng đạo. Vì anh Thắng đã là sinh viên, nhưng thầy cô khi còn là lớp 1, anh vẫn còn nhớ và tỏ lòng biết ơn. Hành vi cần phê phán là hành vi 2 và 4 bởi vì hành vi số 2 là Hoa không biết vâng lời thầy, mãi chơi nên không làm bài tập, không thể hiện sự ngoan ngoãn nghe lời. Hành vi số 4 là hành động vò nát bài tập, là thiếu tôn trọng thầy giáo, đó là sự vô lễ cần phải bị lên án. Chúng ta vừa tìm hiểu hai bài tập trong sách giáo khoa. Các em học bài theo chủ đề trung thực, tự trọng, tôn sư trọng đạo. Làm bài tập B, C, D sách giáo khoa trang 8. Làm bài tập D sách giáo khoa trang 12. Làm bài tập B, C sách giáo khoa trang 20. Chúc các em chăm ngoan học giỏi. Tiết học của chúng ta đến đây là hết. Cô hy vọng tiết học ngày hôm nay sẽ thật là bổ ích đối với các em. Cô chúc các em chăm ngoan học giỏi. Tiết học của chúng ta đến đây là hết.